Hello mọi người, lại là mình đây, mình là Đăng Papa ở tiệm Mèo Sen đây. Hôm nay thì mình lại bắt đầu trở về cái chuyên mục cho mèo uống thuốc. Hôm nay mình sẽ cho các bé uống cái gel mật lông này này. Mật lông này, hôm nay là sẽ có kít hí này, kít hí là đứa đấy, đứa này này, kít hí này, đu ở dưới đấy đấy đấy, hai đứa này này, con nào đấy nhở, bé nào đấy nhở, bé lông dài kia cũng ở dưới. Cả bé, một bé đang nằm ở trên cát chi ở bể cá này. Các bé này sẽ uống gel mật lông, tại vì lông chúng nó hơi sơ ấy, thì mình sẽ cho chúng nó uống. Đây mình sẽ uống cái này. Ok, để mình đi lấy. Đây, đây là ống tiêm này, bơm kim tiêm này. Mình sẽ lấy cho các bé uống nha. Mỗi bé chỉ cần một giọt thôi, không cần nhiều. Cái mật lông này dễ uống lắm. Các bạn có thể không cần lấy cái này đâu. Lấy cái bơm tiêm này cũng có thể cho các bé uống được. Nhỏ vào mồm cũng các bé cũng được. Cái này mình ngửi như cái mùi dầu cá ấy, tanh 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 ấy. Cá thì bọn mèo thích ăn rồi. Thế nên dễ uống là đúng rồi. Đây, đây nha. Trời ơi, chết rồi, không có cái kéo rồi. Đợi mình một xíu, cắt cái này ra. Đấy, các bạn xem chúng nó đang làm gì ấy. Chúng nó chơi, đứa thì ở dưới. Úi giời. Đợi mình một xíu nhá, mình ra lấy cái kéo. Đợi mình một chút thôi, các bạn đây ngồi xem các bé chơi đi. Lấy thêm gói nữa, có gì thiếu cho các bé uống tiếp. Đó, đây mình cắt ra. Cho mình lấy bơm kim tiêm mình hút. Úi giời, chúng nó đánh nhau này. Giời, kít hí đâu, kít hí kia. Ôi, kít hí kia nào, không đánh nhau. Đây, mỗi bé là sẽ được uống là 0,2ml nha. Đây, các bạn thấy không? Lâm này, Lâm này. Cho Lâm ngửi xem Lâm có ăn không? Đấy, rất là dễ uống nha. Mùi rất là... Mùi tanh ấy. Nên là thơm, bọn mèo thích. Đấy. Đây, để mình bắt đầu ra cho Kitty uống. Kitty kia. Kitty ơi, Kitty ơi, Kitty, Kitty. Đây, cái thịt đây. Cho uống nó bơm vào. Đấy, cái thịt thích lắm. Đây. Vẫn muốn uống nữa thôi. Nhưng mà không được, đúng một lần thôi. Cái thịt này, đu, đu kia. Lại đi lấy thêm. Nào, bạn này. Tôi chết tôi rồi, cái thịt nó lên tận đây, nó đòi ăn rồi mọi người ơi. Cái thịt là chiều nay là sẽ được về nhà mới. Hôm qua là bạn ấy bảo là chuyển tàu, nhưng mà thấy đi xa, đi lâu quá, nên bạn ấy đã thay đổi phương thức vận chuyển là đi máy bay thì chưa chuyển, là tối là bạn ấy đón được. Các bé chỉ đi mất 2 tiếng thôi, nó đã vào đến Hồ Chí Minh rồi. Đu đúng không? Đu thủy thối này, đu đây, đu đằng trời này, đu đấy, một bạn đu đủ, đu, ui giời, đã không đánh nhau nhá, thủy thối đúng không, thủy thối đâu nhỉ, thủy thối đang ở trong cái lồng ấy kìa, đấy đang chơi đấy, đấy, đấy là thủy thối của tiệm đấy. Vẫn là 0,2ml này. Đó. Úi giời. Con này. Đây, bé Thúy đây. Bé Thúy này.
thì thối. Một baby color mặt tròn nào cũng được. Xong rồi, dễ uống lắm. Đó, này, xong rồi. Tiếp theo luôn. Còn bữa nào nhớ nhở. Đấy. Đặc biệt mấy cái này là các bé uống xong là bắt đầu ngồi liếm này, liếm mồm này. Đấy, đứa này cũng liếm này, tí nữa đến đứa này này. Liếm hết. Bạn cá ngủ ở cát chi kìa, các bạn thấy không? Chắc hơi sai nhỉ. Để mình zoom lại cho các bạn xem nhé. Cá kìa. Đấy. Cá này. Thế là vừa tầm hết gói một gói luôn, không phải móc gói mới. Này, 0,2. Cái đi này thích uống lắm, thích uống lần nữa nhưng thôi, cái đi ăn tham á, cái gì cũng muốn được ăn nhiều nhưng mà ăn nhiều có tốt đâu. Này, bạn thấy không, cái đi này em ơi, cái đi về mấy bạn mẹ gì nhở, bạn nào là mình lại quên tên rồi. Thì là mình sẽ live stream cảnh chuẩn bị đồ cho bé và mang bé xuống cho anh vận chuyển để ship bé đi nhá. Thì các bạn nhớ đón xem nhá, tầm 11 giờ trưa. Đấy, cái tí. Ok, bye bye mọi người nha. Đấy, đấy là mình đã cho các bé uống một lông xong rồi. Ok, bye bye các bạn. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha. Ok, bye.